nó đánh thức được cái mầm hoa đó, nó không có bị rong rêu, mà dạng như nó rong rêu nó dày quá thì Cũng khó nó nhú. cũng khó nhú. Ví dụ nhưng mà nó có nhú ra thì do rong rêu á, nó dày quá nó nhú ra không nổi, nó nằm trong đó, và khi mà nước mưa hay là thời tiết bất lợi đó, nó sẽ đứng luôn trong đó, nó không ra. Khi mà Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên thì Oanh cùng với anh Hùng xin phép được gửi lời cảm ơn đến quý bà con chúng ta đã luôn luôn theo dõi hành trình của Hoàng Oanh cùng với đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm trong quá trình chia sẻ với bà con chúng ta những cái kiến thức kỹ thuật có kết quả nè, tiết kiệm chi phí nè, và đặc biệt là phù hợp với từng đối tượng vườn. Thì ngày hôm nay Oanh cũng đi sâu vào trong một cái đối tượng vườn đó nữa là cái vườn sầu riêng lâu năm. Ở cái giai đoạn mà làm bông thì chúng ta cần phải xử lý cái gì? Tại vì hôm trước anh nhận được rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là quý bà con ở miền Tây, thì bà con hỏi Hoàng Anh là bây giờ cái cây sầu riêng của bác á là rất là lâu năm rồi con, tầm khoảng mười mấy năm, và bác cảm thấy như là những năm gần đây thì nó hơi khó ra bông, nó hơi khó nhú bông, và bác thấy là những cái cuống cũ nó còn vậy nè con, rồi không biết là cái bông nó sẽ ra cái chỗ nào, rồi bác cũng khá là băn khoăn. Và đặc biệt đối với những cái cây mà lâu năm thường thường mà con thấy rong rêu hơi nhiều, thì ở đây thì Oanh cũng xin phép được nhờ anh Hùng, một trong những cái bạn gọi là kỹ thuật nông dân. Bên tụi Oanh thì không có phải là kỹ sư, mà bên quanh là gọi là những cái kỹ sư miệt vườn nông dân, đi lên từ thực tế, đi lên từ những cái niềm đau, từ những cái nước mắt mình đã trải qua. Đối với từng cái bộ sản phẩm mà khi Hoàng Anh chia sẻ với bà con chúng ta, anh Hùng cũng có vườn riêng, quanh cũng có vườn riêng, và toàn bộ những cái vườn đó đều sử dụng những cái sản phẩm mà bà con chúng ta thường thường thấy quanh hay chia sẻ đó. Nên là chính quanh đã làm chuột bạch cho Hoàng Anh trước rồi, nên bà con chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng. Và hiện tại bây giờ những cái sản phẩm mà Willow Farm đang chia sẻ đã nhận được rất là nhiều các cái tình yêu thương quý bà con chúng ta, và bắt đầu có xu hướng làn sóng là khách hàng giới thiệu cho khách hàng. Nên là bà con chúng ta yên tâm, và những kỹ thuật này là Oanh cùng với anh Hùng đã trải qua rất là nhiều các cái kiểu như là chọn lọc thực tế, thực nghiệm để chia sẻ với bà con chúng ta. Vậy bây giờ Oanh sẽ quay trở lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, những lưu ý về xử lý ra hoa đối với những cái vườn sầu riêng lão, hay còn gọi là với những vườn sầu riêng lâu năm, nó da nó dày đó bà con, thì sẽ xử lý như thế nào, cần phải lưu ý cái gì, thì Oanh sẽ mời anh Hùng chia sẻ với bà con chúng ta. Đây, anh, mời anh. Thấy anh em tụi quanh là gân guốc nha, đen đúa giống như người Ấn Độ. Thì đối với những cây sầu riêng lâu năm lớn tuổi như thế này, thì khi mà tới cái mùa vụ để chúng ta làm, thì chúng ta sẽ tăng cái lượng dinh dưỡng lên, để cho cái cây chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ nhựa cây nó mạnh lên hơn so với cái cây già, cây tơ. Thì liều lượng đối với cây tơ và cây già thì chúng ta sẽ tăng lên, cây lâu năm thì chúng ta sẽ tăng lên thêm một tí nữa, để cho cái cây chúng ta nó đủ tăng cái đề sức nhựa lên, tập trung vào cái những cái tế bào da cây chúng ta, để sau này khi chúng ta làm bông á, thì cái bông chúng ta sẽ nó nhú ra nó dễ mạnh, hơn chứ. nó dễ hơn và nó Ý đều hơn. là làm cho cái tế bào da. Bây giờ cái cốt lõi cái vấn đề là những cây già thì tế bào da nó bị dày, đúng Đúng không? rồi. Bây giờ chúng ta phải làm cho nó mỏng hơn bằng cái cách là Chúng ta sẽ tưới cái bộ siêu dưỡng cây để nó tăng cái lượng dinh dưỡng cao lên cao hơn, và chúng ta sẽ xịt dưỡng ở dưới mặt dưới mặt dưới cái cành măng tái, chúng ta xịt ướt đều đó. cái điều Mình để dẫn đến một cái kết quả là làm cho cái tế bào của nó mỏng hơn chút xíu, để làm cho cái tế bào da cây chúng ta mỏng hơn hơn một tí so với xíu, bình và thường. sẽ nói chung là nó vừa làm cho tế bào da cây chúng ta mỏng lại nè, và tăng cái tỷ lệ nhựa cây lên nó nhiều hơn. Cái quan trọng ở đây mà Quanh muốn chia sẻ với bà con chúng ta nữa là đối với những cái bộ sản phẩm dinh dưỡng như hồi nãy Quanh chia sẻ với bà con chúng ta, bộ siêu dưỡng cây đó là toàn bộ cái đạm nó là đến từ động vật, và hàm lượng của nó tầm khoảng 8%. Đây là cái hàm lượng thuận theo tự nhiên, và cái dinh dưỡng nó toàn bộ là hữu cơ, nên là sử dụng nó để làm cho cái tế bào nó mỏng hơn một cách vừa đủ, chứ không phải là chúng ta sử dụng đạm NPK làm cho tế bào mỏng đi, nhưng mà quá mỏng thì nó cũng dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của cái phần cây của chúng ta, nên chúng ta cần phải lưu ý việc này. Hoàng Anh chia sẻ rất rõ nha, là chúng ta sẽ đi bộ siêu dưỡng cây với cái liều lượng nó đậm đặc hơn chút xíu, đúng không anh? Như hồi xưa thì cái bộ bình thường thì cái bộ siêu dưỡng cây chúng ta sẽ pha là cho 2.000 lít nước, thì chúng ta đối với cây tơ, còn những cây già chúng ta sẽ giật lại còn 1.500 đó, để Mình có thể pha luôn 2.000, nhưng mà mình tăng cái số lượng nước tưới được không? mình có thể tăng cái lượng nước tưới lên cũng vẫn được,
Ừ, rồi ok, vậy là mình giải quyết xong được cái vụ Đó. dài dài Đó. dài dài da rồi Dày ha. da. Mấy anh lưu ý nè nha, mặt dày á là cua được vợ, nhưng mà cây cây sầu riêng mà già đó thì khó nhú bông nha. Ngược 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 suốt này ngược. Còn đối với cây già thường hay bị rong rêu, chú cũng có hỏi nữa, cây già già chú cũng bị rong rêu dữ lắm, do là cái tán lá nó cũng rộng, nó xòe rồi đó Nó anh, xòe. nắng nó cũng ít chiếu vô được, thì mình có phương pháp nào xử lý không, và đặc biệt là phải lưu ý phần này đúng không? Đúng rồi, thì khi mà mỗi một mùa vụ như thế như vậy, mà mỗi nói chung là một năm, thì chúng ta sẽ rửa rong cho cây 2 lần, tối đa là 3 lần, và đặc biệt vào đầu mùa mưa và cái thời điểm mà chúng ta làm bông, nó phải làm sạch sẽ, rong rêu sạch sẽ các thứ để cho cái cây chúng ta nó đánh thức được cái mầm hoa đó, nó không có bị rong rêu, mà dạng như nó rong rêu nó dày quá thì Cũng khó nó nhú. cũng khó nhú. Ví dụ nhưng mà nó có nhú ra thì do rong rêu á, nó dày quá nó nhú ra không nổi, nó nằm trong đó, và khi mà nước mưa hay là thời tiết bất lợi đó, nó sẽ đứng luôn trong đó, nó không ra, khi mà chúng ta không thấy, chúng ta Không không có dìu nó ra có được, dìu nó ra được, đáng lẽ lúc đó phải xịt kéo bông rồi xịt phải không? kéo, nhưng mà nó ra mà nó dướng lại cái rong nhiều quá thì chúng ta không thấy, chúng ta xịt không kịp thì sẽ làm cho cái mầm bông chúng ta nó bị đen và nó đứng, nó chài đứng Lưu lại ý nó không dùng ra. anh, việc này rất quan trọng khi chúng đối với những vườn sầu riêng già nha bà con nha. Anh đưa tiếp theo câu hỏi tiếp theo, chú hỏi giờ cù lẳng của chú nhiều dữ lắm, bông ra chỗ nào con? Nói chung là cái cây chúng ta là những cái vết cắt trái cũ hồi xưa, thì sau này cái nền bông của chúng ta nó sẽ dẫn ra lại ngay chỗ đó, rồi nó ra vòng Cái vòng độ khuôn. bám của cái bông so với trong cái thân, trong cái nhánh đó, nó ổn để mà có thể làm cho trái nó ok Ok hết, tại vì cái mà cái bông và cái cuốn bông á, nó sẽ lớn dần theo cái độ tuổi của cái trái, chúng không? ta không sao hết, Cũng không lo lắng về việc cũng đó không lo đúng lắng về việc đó. không? Cái bạn cây này thì cũng đã đi gần cái bộ siêu phục hồi của Willow Farm, mà con thấy là cây đọt lá ra rất khá là ổn, bây giờ đang dìu để đi thêm lần thứ đợt cơ đọt thứ ba để cho nó đủ lá để mà chúng ta làm trái cho nó ngon. Cái kết quả của Willow Farm khi làm bông làm trái đó anh Hùng, nó không phải là làm cho nó trái nó nhiều, năng suất nó cao không, mà chất lượng trái nha bà con. Hoàng Anh và anh Hùng rất là quan tâm tới chất lượng trái bà con, chúng ta bán được với giá trái là giá trái chất lượng, trái của vườn ông A bà C ông D rất là ngon nha, và năm sau là phải tranh nhau mua cái vườn đó, cho dù đi xuất khẩu hay đi nội địa đều phải tranh mua cái vườn đó. Cái đó là điều mà Hoàng Anh cùng với đội ngũ của Willow Farm muốn truyền tải quý bà con chúng ta. Chúng ta có thể có năng suất nhưng chúng ta không có chất lượng thì cũng như không, và cái chất lượng nó phụ thuộc vào cái phân mình Phân đi lúc à, trong giai đoạn mình nuôi trái là gì, cũng như là cái bộ lá nó đủ sức để quang hợp hay không, nên bắt buộc giờ mình phải dìu phải không? mình giai đoạn nuôi trái thì mình đi phân đó, theo thứ nhất là đi theo tỷ lệ, cái thứ hai là đi theo đúng cử và Thời đúng điểm. tình tự quy trình thời điểm của cái thời điểm nuôi trái, thì cái sau này thì cái trái chúng ta nó mới đạt được cái chất lượng cao nhất. Nó đi sớm quá không được, cũng không được, mà đi trễ quá cũng không được, Vậy phải mình đi phải đúng thời đặt lịch, điểm. đặt lịch mình hẹn mình nhắc cho bà con mình đúng không? Mình tính theo cái thời điểm là dễ nhất là sau khi dứt chổi, dứt chổi là khi Chọi mà chúng chọi ta ra là củ thụ có. phấn xong đó, là thời điểm đó chúng ta sẽ là cái ngày nào cuối cùng chúng ta bỏ chổi, thì Là chúng ghi ta ghi lịch. sẽ ghi lại cái lịch đó. Đó là từ cái ngày đó tới ngày là năm 10 ngày hoặc tuần lễ chúng ta sẽ đi cái gì và xịt cái gì, Và chúng phải ta luôn liên tục là trao đổi với nhau luân bà con. phiên đó. Và từ cái thời điểm mà chúng ta dứt chổi là chúng ta là bỏ chổi, khi mà sổ nhĩ hết đó là mình cũng tính ngày luôn đó, là từ 100 tới 115 ngày, Là trái cho hết đủ hết. tùy loại sầu riêng là ghi sáo hay là thái, là tới tuổi, là tới độ tuổi già là chúng ta kêu lái. Chứ chúng ta không nhớ ngày là ngày chúng ta dứt chổi hay là thụ phấn xong ngày nào thì mình sẽ không được kiểm soát được là thời điểm cái trái chúng ta già hay là không. Bà con đừng làm giống như mẹ của anh nha. Hồi xưa mẹ của anh á không có nhớ, anh tuổi tỵ mà cho đi cho đáng lẽ đi học mẫu giáo mà đi làm, mà ông của anh đi làm hồ sơ giấy tờ cho thành tuổi rồng, cái đi hỏng học mẫu giáo luôn. Thiệt cuộc đời đi học chưa bao giờ được khóc, tại khóc và cô giáo quýnh chết luôn á, vô thẳng lớp 1 mà. Và con lưu ý nè, đối với cây sầu riêng già đó, thường thường đó là sức đề kháng của cây bắt đầu nó suy kiệt, chúng ta cũng quan sát cái hiện tượng sinh lý của cây ha, bắt đầu suy kiệt thì chúng ta phải tăng cường sức đề kháng cho cây. Thì bà con hay hỏi quanh làm sao để chuẩn bị sức đề kháng cho cây tốt. Đối với con người chúng ta thì chúng ta uống vitamin, uống cam, ăn bưởi các kiểu. Thì đối với cây thì trong cái bộ siêu dưỡng cây ở đó đã có 17 các loại hạt chất về axit amin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho cây. Và để
tăng cường sức đề kháng cho cây nữa thì chúng ta cần phải hạn chế những cái rủi ro, những cái nguy cơ mà cây có thể bị tác động trong quá trình nuôi bông và nuôi trái. Và con thấy người phụ nữ trong giai đoạn này khi mà mang thai là chúng ta hạn chế gọi là uống thuốc cảm nè, tại uống thuốc cảm có thể làm cho nguy cơ là cái đứa con nó không có được có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe của bào thai. Nên đối với cây thì nó cũng tương tự như vậy, nên là ở quanh luôn luôn giúp cho bà con chúng ta ở thế chủ động. Trước khi làm bông, dìu dùm Hoàng Anh đủ cái cơ đọt bằng siêu dưỡng cây, bọt đọt sầu riêng, humic Hoa Kỳ Trico Humic, xịt rong rêu. À, rồi tiếp theo gì nữa bà con, tưới dùm Hoàng Anh thần sắm ở dưới gốc để ngăn ngừa cái phần tiến trùng và phần nấm khuẩn, trong đó có phytohormone của chiết xuất rất là cao, hàm lượng rất là cao từ cây hao hè là từ thực vật, nó sẽ có khả năng kháng viêm, tăng cường sự vận chuyển chất dinh dưỡng của mao mạch. Bà con thấy nó rất là hay ở chỗ tăng cường sự vận chuyển của mao mạch và đồng thời là nó sẽ giúp cho sức đề kháng của cây tốt lên trông thấy luôn nha bà con nha. Nên là đối với những vườn sầu riêng mà Hoàng Anh cùng với anh Hùng làm kỹ thuật, thường thường bà con sẽ thấy là cái cơi đọt nó rất là đẹp sau khi kết thúc mùa trái, nó không bị cháy lá. Nếu có cháy thì cháy một hai lá thôi anh, tại vì thường thường đuôi sầu riêng nó hay bị cháy đúng không? Nói chung là cái những cái cây nào cháy thì cái cháy là do chúng ta những nhà vườn hơi đu hơi nhiều, số lượng nó đu đu hơi nó quá hơi sức nhiều. Thay vì ta bán nào nó cũng đồng đều á, thay vì sinh đôi cái thành ra sinh ba cái nó hơi đuối ha. Ý là vậy nha bà con, trước khi chúng ta đi vào quy trình làm bông là dằn lân và tưới siêu kích bông thì đi dùm Hoàng Anh trước đó một cử thần sấm ở dưới gốc và phía trên là pha thần sấm cộng với siêu giáp. Lần này là chơi công thức gọi là xịt cửa cuối đúng không anh? Nên là phải cao hơn so với bình thường. Thần sấm cộng siêu giáp phun toàn thân và phun trên lá để ngăn ngừa nấm khuẩn, những cái bệnh như là đớm mắt cua, ghẻ lá, rong rêu, rồi tháng thư, rồi trái lá, đồ này kia là sẽ để ngăn ngừa những cái bệnh đó có thể xảy ra trong giai đoạn mà cây yếu đuối. Và đồng thời làm cho lá xanh dày. Xanh và dày lúc này rất quan trọng, lá mỏng là trái liền. Bà con lưu ý với Hoàng Anh việc này nha. Đây là câu trả lời của Hoàng Anh dành tặng cho những quý bà con nào có cái vườn sầu riêng bị lão, ở giai đoạn lão. Giai đoạn lão cho trái rất ngon nhưng chúng ta phải biết cách chúng ta dìu để cho nó ra năng suất cao bà con nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa, cảm ơn những cái thông tin chia sẻ, những kiến thức của anh Hùng, cũng như cảm ơn đội ngũ ekip đứng phía sau để Hoàng Anh phải thực hiện được video này rất là hữu ích để chia sẻ với quý bà con của chúng ta. Hoàng Anh và anh Hùng đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh cảm ơn quý bà con một lần nữa và rất là biết ơn quý bà con đã theo dõi video từ đầu tới cuối. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.